Hi, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft thử thách. Đó, thì hiện tại Noob đang ở một cái căn phòng rất là quen thuộc. Trời ơi, có những cái quả trứng quen thuộc không các bạn? Đấy, và đằng sau Noob là một cái sushi à? Uầy, phải một cái sushi không ta? Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với đây, Pet Simulator 2. Đó, hay còn gọi cách khác đó là những cái con pet vip nhất phiên bản Minecraft 2020. Đó, và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Đó là đi kiếm tiền và sau đó thì mua những cái con pet. Ui, lần này pet lên 100.000 rồi các bạn ơi. Đó, mọi lần là chỉ có 30.000 là đắt nhất thôi, nhưng mà ngày hôm nay lên hẳn 100.000 các bạn. Trị giá 100.000 coin. Ok, thôi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và ngày hôm nay thì Noob sẽ cố gắng là kiếm được cái con pet vip nhất và chiến thắng bởi cái thử thách này nhá. Chúng ta sẽ tiến hành rồi. Đấy, và chúng ta sẽ được cái cúp lại đi đào kho báu các bạn. Đấy, kia là những cái cánh cửa để sang thế giới khác, nhưng mà mình phải cần có lượng kinh nghiệm nhất định cơ. Chúng ta sẽ đào đấy. Ui, vừa vào đào hơi chậm một xíu nhá. Đây là kho báu này. Ui, kho báu đầu tiên là chúng ta chỉ được vàng với cả cái gì đấy. Vàng với cả cái hạt, hình như là hạt đúng nhỉ? Hạt vàng hay là hạt sắt ta? Hạt sắt các bạn ơi. Trời ơi, có ai đấy? Wow, cái này đào được không đấy? Ui, cái này có cả bia, Coca-Cola, nước ngọt ở đây này. Ai đi picnic ở đây này? Chúng ta sẽ đào mấy cái này đi. Ui, 500, chúng ta sẽ... Ui, có kim cương luôn. Wow, nó hên xui các bạn đây. Ui, kho báu nó hên xui. Kim cương nào, kim cương. Rồi, có vẻ là kim cương, có kim cương là sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều tiền. Ok thôi. Ui, dồi sắt, đen thế nhở. Lâu lâu được viên kim cương có vẻ hên lắm. Xem nào. Ui, emerald luôn này. Ngon lành cành đào. Bên này phải cần 30 XP mình mới chui qua được đây. Chúng ta sẽ về mở con pet đầu tiên đi. Thôi, đào thêm hẳn 1.500 các bạn. 1.500 chúng ta mở 3 con pet. Đấy, mở 3 con pet luôn nhá. Đó, trời ơi, được 1.200 rồi, nhanh thôi mà. Được viên kim cương là ăn ngon lành cành đào ngay. Xem nào. Xem nào. Ui dồi ôi, trả ra cái gì các bạn đây. Đó, xem nào. Tùm. Ui, lại vàng các bạn. Rồi, ok, đủ 1.500 rồi. Mình sẽ về mở đây. Trong này có creeper này, trong này có nhà này. Tớ mình thử chui vào đây xem có gì không. Ui ôi, giật cả mình. Rồi, chúng ta chỉ có dương thôi bạn, không có gì. Rồi, đi ra đây. Mình về mở pet đó đã. Mở nhanh thì chúng ta càng chiến thắng nhanh. Rồi, 500. Xem là được cái con gì nó. Con gì đây? Sóc à? Rồi, cho chúng ta nhảy cao. Trời ơi, cho nhảy cao thì làm cái gì? Ui, được quả hẳn con zumbai luôn. Wow, được may mắn này các bạn ơi. Ngon. Rồi, hay quá. Trời ơi. Ui, hai lần may mắn luôn. Ui trời ơi, ngon lành nhanh đào rồi các bạn ơi. Rồi, đi thôi các em. Ui, này. Đấy, các bạn thấy không, mình có đệ tử làm zumbai luôn đấy. Nhưng mà không có đào nhanh. Ở đây chúng ta phải cần cả đào nhanh nữa các bạn. Wow, may mắn các bạn, hên không. Đào một phát thôi. Ui, tỷ lệ nó ra x2 luôn đấy. Ui trời ơi, xịn sò chưa? Ui, nó lại ra luôn này. Rồi, lại mở tiếp các bạn. Mình nghĩ rằng mình nên mở được cái flaster ấy. Cái đào nhanh ấy thì nó giúp cho mình gọi là đi đào kho báu cái nhanh hơn. Ui, lại nhảy cao làm cái gì? Trời ơi. Rồi, chắc có lẽ mở... Chắc là... Ui, con này cho mình cái gì đấy? Chạy nhanh à? Rồi, cũng được. Rồi, chắc là mình sẽ để dành tiền là mở sang cái con pet 2.000 đô la đi bạn. 2.000 coin đi. Chứ bây giờ mở mãi cái 500 kia thì nó quanh đi quẩn lại thì... pet vip thì nó còn mỗi cái pet đào nhanh thôi, nên là sang bên kia mở, biết đâu chúng ta lại được cái hiệu ứng nó level cao hơn. Chứ bây giờ ui rồi làm phát rồi kim cương lên 1.700 luôn à. Chứ bây giờ là mình có hẳn hai con pet đào à, đâu hai con pet may mắn rồi. Trời ơi, đấy, biết đâu sang đây mở được pet may mắn level tiếp theo làm sao. Thế nên là phải mở cấp độ tiếp theo các bạn. Ui rồi, nhìn mãi không thấy ra được con chó robot các bạn ạ. Rồi, chúng ta được một con chó robot. Wow, đấy. Ui ôi, được đào nhanh luôn các bạn. Đã bảo rồi mà, ở hiền gặp lành. Rồi, chúng ta được pet đào nhanh. Rồi ôi, đấy, ở hiền gặp lành các bạn. Cứ làm theo như núp là ở hiền gặp lành liền. Rồi, 2.000 coin rồi. Về mở luôn. Rồi, ở hiền thì gặp lành ngay. Trời ơi. Rồi, cần 30.000 chúng ta mới mở được tiếp theo. Đấy là chúng ta cứ mở cái này đi đã. Bùm. Rồi, được con bọ chét. Được cái gì đây? Giảm độ đói các bạn. Ok, nhưng mà mua thử một miếng sushi ăn xem ngon không nào. Cái này miếng sushi phải không? Kiểu như trong có trứng cá hồi thì phải này.
nhìn thấy đỏ đỏ giống sống các bạn. Mình cũng rất là hay ăn. Thôi nói thế thôi, không thì nói nhiều quá đâm ra bị đói. Trời ơi, đâm ra nghĩ đồ ăn nó bị đói. Rồi 2004, ui nhảy nhanh thật các bạn ạ. Rồi level 20 mình mới chui được qua đây. Thì không biết là cái cánh cửa bên kia là 30 à, còn cái cánh cửa bên này. Ui đừng nhảy cao. Đừng nhảy cao làm gì. À được 10. Thế chúng ta đào thêm một xíu nữa, chúng ta chui qua bên này. Đấy, xem là bên đảo bên này. Rồi ok, chui được qua đây à. Úi giời. Ơ bên này đào gì đấy. Bên này cũng đào kho báu các bạn. Ồ bên này tỷ lệ ra kim cương với cả emerald nó dễ hơn này. Ui trong này có gì xịn thế. Wow. Ui trời ơi, trong này có hẳn một cái gọi là cái khu mai sầm uất luôn các bạn. Nhạc sập sình. Ôi wow trong này đẹp thế. Đấy, có đào được kim cương đâu. Ồ ôi trời ơi, đào một lúc lên 9.000 rồi này. Đơn giản vậy. Đây mở cửa đi, cánh cửa này hơi xịn. Ê chui chui chui, đây có một cái kho báu vừa xuất hiện đây này. Có vẻ đào ở đây nó tỷ lệ nó cao hơn. Rồi mở cửa đây xịn nhở. Ôi cửa tự động luôn các bạn ạ, cảm ứng luôn đấy. Rồi mẹ mình sẽ đi ra đây đào đi, đào lấy 30.000 để về mở con pet xịn sò. Chứ bây giờ là pet pet 2.000 đấy, 2.000 tiền là mình chắc là không mở nữa rồi. Mở 30.000 luôn mà. Nên mở không ta? Hay là thôi. Thôi về mà mở 10 con 20.000 đi nhỉ. Về mở 10 con 20.000 cho nó gọi là được nhiều. Số lượng hơn chất lượng rồi. Rồi chúng ta sẽ rồi đi về đó các bạn. Đào đây dễ thật, đào tầm chục cái được hơn 20.000 rồi. Giờ thì mình sẽ về mở con pet 2.000 nha. Nếu được may mắn thì mình sẽ chuyển qua 30.000. Đấy. May mắn. Ui có con gì đấy. Wow con slam à. Wow con này bay được luôn ạ. Rồi cho mình chạy nhanh. Ui con này con gì các bạn, lạ hoắc luôn. Con này mình chưa thấy luôn ạ. Một loại gọi là động vật mới. Rồi lại bọ chết. Ui biết ngay mà bọ chết là chết dở rồi. Nào cho con khác đi. Ui thần tiên tỷ tỷ à. Ok thần tiên tỷ tỷ cho mình rồi. Cho mình may mắn luôn. Ok có lẽ rằng là những cái con pet VIP ở cái cấp độ nói chung là ở cái số tiền 2.000 thì mình đã lượm hết rồi. Đào nhanh có rồi, may mắn có rồi. Đấy, thế nên là thôi. Sao bên này chúng ta kiếm tiền sau đó thì ui dồi ôi. Sau đó thì mở sang cái con pet tiếp theo rồi. Con pet trị giá 30.000 và con pet cuối cùng là 100.000 các bạn. Ui, 100.000 không biết nó gấp bao nhiêu lần nhỉ. Xịn xò quá. Rồi, chúng ta đào đây xong rồi chúng ta về mở luôn nhé. Mở luôn cho nó nóng. Mình thích rằng là cứ được đủ tiền cái là mở luôn chứ không kiểu tích tích đâu. Tích tích đến ví dụ đến 90.000 xong rồi về mở 3 lần. Biết đâu đen nó làm quả 3 lần đều giảm độ đói thì thôi. Mếu mặt luôn bạn. Đào như này mới có động lực. Rồi chúng ta có một anh gì đây. Một anh gì đây sao. Ui mồm vừa bảo là giảm độ đói xong ra ngay ông này. Không có gì để nói các bạn ạ. Cạn lời. Rồi chúng ta đào tiếp thôi các bạn. Buồn lắm nhưng biết làm tại sao, biết nói là tại sao đâu. Ôi ôi, thôi mình sẽ không nhắc đến cái hiệu ứng giảm độ đói để nó ra hiệu ứng khác nhé. Đừng ra chạy nhanh, đừng ra giảm độ đói. Hãy ra may mắn, đào nhanh. Đấy, thôi ôi, hai cái đấy là được rồi. Không cần nhiều. Rồi, ui trên này càng kia này cao nhiệm. Trời ơi, trên này trên mây này còn có này, không biết là tỷ lệ nó xuất hiện ở trên này nó cao không. Ui, nó còn cho mình hiệu ứng fly luôn này. Bay lên trời là em bay ra ngoài này. Bay lên trời là em bay ra ngoài. Ui wow nhảy tận trên này luôn hả. Trời ơi xịn thế. Thôi không nhảy được đây. Ai rồi. Ui nó kho báu xuất hiện ở trên mây luôn các bạn này. Bay lên trời. Ui mình đang nhảy cao các bạn. May là có hiệu nhảy cao đâm ra. Wow chết rồi, trên nhà kia còn rất là nhiều này. Ui dưới này xuất hiện nhiều lắm. Thôi xuống đây đào đi. Cái nước này là nó khiến mình bị có hiệu ứng bay lên trời các bạn. Rồi được 30 chưa. Mình hình như mình chưa có đào nhanh ở cái đúng rồi, mình có đào nhanh ở 2.000 rồi nhưng mà chưa có hiệu ứng gì ra hồn ở cái 30.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về mở luôn nhá, mở luôn cho nó nóng nhá. Đấy đồ ngoài này nhiều kho báu lắm rồi này. Rất tiếc rằng là mình không đào ngoài này các bạn. Đào ngoài này tính ra được có 1.000 à. Rồi chúng ta sẽ mở con pet gì đây. Ui wow may mắn này, một con chim các bạn ơi. Không biết là chim hay gà. Ơ hay là con gà, nhìn giống con gà các bạn. Hay là chim phượng hoàng nhỉ. Rồi đại khái là một con vật biết bay.
Mình tưởng có fly nhưng không, hình như chắc con gà các bạn, bởi vì mình thấy có giống con gà trống hơn. À, chúng ta có may mắn rồi. Úi dồi, may mắn đấy. Wow, 6, thằng nào. Úi dồi, làm mắt 15.000 sao lên bao nhiêu. Úi dồi, 17.000. May mắn đây xịn đấy các bạn ơi. Úi dồi, 20.000 luôn. Ngon lành chưa. Úi dồi ôi, có may mắn một cái thôi. Nói chung là hiệu ứng ở trong này có hai hiệu ứng VIP nhất, đó là đào nhanh với cả may mắn các bạn. Đấy. Ôi ôi, rồi lên level 20 rồi, chúng ta sang được map bây giờ. Ui, lên 40.000 luôn. Ui xôi ôi, chú choa má ơi. Đào được kim cương nữa các bạn. Ui, 40.000, làm quả 60. Ui, 50.000 luôn, thích thật. Wow, 56.000 luôn. Đấy các bạn thấy không, con pet nó gánh lại team không. Đấy, trời ơi. Rồi, về thôi, về. Tầm này là vài, nó không nói nhiều nữa. Rồi chúng ta sau đó chúng ta mở pet, chúng ta qua bên map bên kia nha. Ok thôi, 30.000 phải không, thằng nào. Bùm. Ui, lại được cả hai con này luôn. Wow, xịn thế. Đấy, lúc cần thì không có đâu các bạn. Ui, lại một con gì đây. Đại khái là một anh gì đó và cho mình chạy nhanh các bạn. Con này là con cây à. Trời ơi, quái vật cây các bạn. Ok, chúng ta sẽ sang bên cánh cửa tiếp theo là 20.000. À đâu, 20 XP. Ui, bên này là cái khu gì đây. Dung nham núi lửa phun trào ấy. Thế nó bị bỏng các bạn. Rồi ok, chúng ta đào bên này đi. Ồ, rồi. Đấy, mình có nên là mình mở luôn chờ mở được cái đào nhanh ở bên cái. Ui ôi, 14.000 này. Mình đang tính rằng là không biết là có lên mở bao giờ được cái đào nhanh ở cái con pet 30.000 sau đó mình mới chuyển qua hay không. Chắc là nên các bạn, nên mở. Bởi vì nó đây cũng dễ mà. Ui. Rồi, chúng ta được có 39.000 rồi. Mở đào được 60.000 đi, không chúng ta mở. Về mở hai cái nhá. Đấy, ui, bên này đào nhiều thật. Trời ơi, 50.000 luôn này. Ngon lành anh đào luôn bạn. Rồi. Ui, chưa được 60.000 ạ. Ui. À, lava này nó có block tăng hình, nó không khiến mình rơi đâu. Mình cứ tưởng là sợ bị rơi cơ. Đó, chúng ta qua bên này chúng ta sẽ mở tiếp. Đào nhanh, flaster. Đào nhanh. Úi giời, golem. Đúng luôn các bạn ơi. Úi giời ơi, ngon luôn. Rồi. Có lẽ rằng là hết cái chỉ số VIP rồi thì chúng ta sẽ đào bên này. Ui, bên này nhìn đẹp thế. Bên này cần 30 XP các bạn. Rồi, đào bên này đủ 30 XP chúng ta qua bên kia nhá. Không biết là ui. Ui. Đào siêu nhanh luôn các bạn ơi. Ui giời ơi. Chu choa mã ơi. Trời ơi. Thấy chưa? Xịn chưa các bạn ơi? Xịn giò con bò chưa? Ui, đào nó gọi là ở cái tầm các bạn. Úi dồi ôi, nó khét là lẹt luôn. Ui, trời ơi, trời. Ôi, không còn gì để nói các bạn. Xa ra lời, sa mạc lời. Trời ơi, bắc cực lời. Mình đào lấy 200 coin, sau đó chúng ta sẽ. Ui, được không các bạn? 200 coin, sau đó chúng ta sẽ về mà pet. Ui, đây còn rơi vãi thằng đống quặng này. Ui, úi dồi. Số lượng pet mình sở hữu bây giờ là nó gọi là cả tập thể rồi. Giờ thì về mở hai lần cái con pet 100 coin này. Sau đó chúng ta qua cái cánh cửa mới. Đấy, đủ ba. Ui, con gì đây? Một con robot các bạn. Rồi, Super Mai. Wow, đào nhanh siêu nhanh luôn các bạn. Ok, ok. Yeah, yeah. Wow, một cái gì đây? Ui, lại là Super Mai thế mà. Ghê vậy, sao nào? Ở đây nó có, sao nào? Cấp độ 5 phải không? Epic là có. Ui, toàn Super Mai đó bạn. Tỷ lệ ra Super Mai dễ thế cả. Ui, một click, một click. Rồi, chúng ta qua đây. Chúng ta sẽ qua map mới. Ui, chỗ này là cái chỗ khu công nghệ à? Hoa cả mắt. Rồi, có vẻ ở đây nhìn rất là xịn xò con bò bạn. Ui, thế này lên kiểu gì đấy? À, chỗ này chúng ta phải đi theo gọi là. Ui, mỗi lần đào được hẳn 20.000 luôn. Chúng ta phải đi theo cái này là cái block này. Wow. Rồi, thôi xuống dưới này đào cho nó đơn giản các bạn. Rồi. Mỗi lần đào là được đâu đó khoảng hơn 10.000 các bạn. Chỗ này chúng ta cần 35 XP và 500.000 đô thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Ui. Chỗ này không gian 4 chiều à? Rồi, nhìn cứ ảo ảo sao các bạn ơi. Rồi. Chúng ta cứ đào đi. Úi giời ơi. 500.000 coin thì đơn giản thôi, nhưng mà mình chưa thích win vội bạn. Bây giờ mình win được luôn. Vừa lấy mình có 200.000 rồi, sang đây đào thêm 300.000 nữa là win. Nhưng không, mình thích rằng là có sở hữu con pet VIP nhất thì mình mới win. Thế nên là mình sẽ đào lấy 200.000 sau đó để mình sẽ. Ui, đúng không gian 3-4 chiều rồi bạn.
nên là mình sẽ đào, sau đó thì đi mà pet đấy. Ui cái này có vẻ khó hơn rồi các bạn ơi, này sẽ khó hơn này, thử thách cho mình đây này. Ở đây nhặt mấy cái này đã, 6 mấy nghìn. Ui bên này đã cảm giác đào nó còn cùi hơn bên kia các bạn ạ. Đào cảm giác nó cùi hơn bên kia mà nó còn khó hơn nữa chứ. Ui không gian này. Nhặt hết cuốn núp hết rồi. Đâu rồi? Rồi ok, chúng ta sẽ về nhà đi mà pet tiếp. Trời ơi, 200 nghìn này lần này mà không mở được nữa thì đấy, từ vừa nãy giờ là được 400 nghìn rồi, còn thêm một xíu nữa thôi là win rồi. May mắn win được con ong luôn à. Ui time to fly luôn. Ok, mình có thể có fly rồi. Được, cũng được các bạn, fly cũng giúp ích này. Chim cánh cụt, may mắn. Ok, chúng ta đã được cái con pet, nói chung là thêm một con pet vip nữa đó, fly. Các bạn đã biết rằng là nó bây giờ là hết rồi, hết pet vip rồi. Trời ơi, giờ này chỉ cần chiến thắng nữa các bạn. Giờ này là win thôi. Thôi chờ đợi gì nữa. Ok. Giờ này chỉ cần win nữa các bạn. Giờ này không cần gì nhiều. Đấy, nào một lúc đã được 70.000 rồi. Ui. Bây giờ là level 35 thì mình đã đủ rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần 500.000 đô la Mỹ thôi. 500.000 coin đã rồi. 100 rồi này. 120 rồi này. Mình cảm thấy bên này nó đào chậm hơn bên kia các bạn. Bên kia nó nhiều hơn xong rồi nó đào nhanh hơn sao. Mình thử sang bên này xem nhá. Xem bên này lại không. Đào bên này cảm giác nhanh hơn dã man luôn. Đấy. Đào bên này nó cảm giác nó nhanh hơn. Hay là nó chậm hơn nhỉ. Hay bên này do bên này nhiều ạ. Đấy, bên này cảm giác đào nhanh hơn rất là nhiều các bạn ơi. Thôi đào bên này đi. Mang tiếng map kia, map mới mà. Ui. Đấy, bên này đào nhanh hơn mà lại được nhiều. Ui xong. Chúng ta xử lý hết đống này là đủ đấy. Trời ơi, quá trời là kho báu luôn. Nó xếp sát nhau này. Thao hồ mà lượm. Rồi. Úi dồi, level 39 luôn. 300.000 rồi các bạn ơi. Cho cháy thoải mái luôn. Lúc đây là mình đồng ra sắt, không phải lo, không lo sợ bị cháy các bạn. 380 rồi. Đấy, 400.000 rồi. Còn 100.000 nữa thôi các bạn ơi. Úi dồi, easy các bạn. Dăm ba mấy cái thử thách này. Gặp núp gọi là tỷ lệ may mắn nó bằng mấy tỷ lệ đẹp trai, thế là đâm ra easy gaming ngay. Rồi, chúng ta win thôi nhỉ. Ok, 500.000 rồi. Chúng ta sẽ qua đây và chúng ta sẽ chiến thắng nào. Let's go. Sang bên này thôi. Rồi. Đây không biết là vào cánh cửa mới đấy. Ok. Và chúng ta đã được một cái vương miện các bạn. Đeo vào. Gì à? Các bạn thấy xịn không? Trời ơi. Hoàng đế ấy, trời ơi, có hẳn vương miện luôn. Ok, thì có lẽ rằng cái thử thách ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay Núp đã giành chiến thắng ở trong cái thử thách này rồi. Đấy, sở hữu những cái con pet xịn sò nhất có thể và giành chiến thắng rất là đơn giản. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.